Quang Sơn, đi luôn hả? Bộ anh không còn yêu em nữa phải không? Phải không? Nói đi chứ. Nghĩa là sao? Câu nói vừa rồi của em được định nghĩa là em vẫn còn yêu anh, đúng không em? Sao kỳ lạ vậy? Sao hôm nay anh ngẩn ngơ quá vậy hả? Thôi trả lời đi. Thế nào thì em cứ nói thật ra cho anh biết, đừng có vòng vo gì cả. Anh chỉ muốn biết sự thật, em còn yêu anh, chỉ thế thôi. Không nói phải không? Thôi, anh đi á. Nè, làm gì mà khẩn trương quá vậy? Đợi anh ở đây cả buổi, về đến đây gặp em không một lời an ủi mà còn làm mặt giận hờn người ta là sao chứ? Hôm nay lại có cái bộ mặt đáng ghét hả? Phải, anh là con người có cái bộ mặt đáng ghét. Nè, anh cười cái gì mới được chứ? Tôi cười cái mặt của tình đời, vì câu môn đăng hộ đối đó. Anh Sơn, chuyện gì đã làm cho anh bất mãn nản chí? Nghe em hỏi nè, về đến đây anh đi thẳng một đường rồi gặp em hay là... Từ trang trại anh đi thẳng về nhà tìm em. Em ở đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy tiệc tùng bài xa linh láng, và người ta đang bàn, đang thảo luận về hôn nhân. Của ai? Không biết, nhưng em đã biết rồi chứ mà. Em chỉ biết là nhà có khách, ngoài ra không còn biết chuyện gì nữa. Em ra đây để chờ anh, em không thích ở nhà, em không thích nghe chuyện thiên hạ, anh có biết không? Ai Lan, anh muốn nói với em, chúng ta nên sớm chấm dứt mối tình vụng trộm này. Đừng ai đi thêm nữa cho khổ cả đôi bên. Càng sớm càng tốt. Khốn nạn! Anh hiểu được tôi rồi, cho nên anh muốn trở mặt. Đi, đi, anh hãy đi, đi cho khuất mắt tôi. Đi, đi. Ai Lan, đánh tôi làm gì cho hoa em tơi tả, giận tôi làm gì cho úa vẻ đào tơ. Nếu thuyền em không sớm đợi chờ, cơn gió dữ sẽ kéo sóng lên mà dài xéo. Lầm một đoạn đường, khách lữ hành đừng đi nữa, hãy quay về cho khỏi nhọc thân đơn. Phải, không bao giờ, không bao giờ tôi thương nhớ Quang Sơn. Ái Lan, em vừa nói thật. Tôi nói thật. Phải, nghĩa là không bao giờ, không bao giờ tôi thương nhớ Quang Sơn. Ừ, hãy coi hắn là một con thú đi quan giữa chợ, một con thú có tình thương mang sợ, nên đã yêu, yêu đến loạn cuồng. Nó quán ghét kẻ nào muốn cướp Ái Lan. Anh Quang Sơn, một sức mạnh nào đe dọa tình yêu của chúng ta khiến anh có ý nghĩ xa em? Anh nói cho em nghe đi. Sức mạnh là một bức tường không hình thể, dài và cao hơn dải bạch nữ sơn, nằm chắn ngang không di dịch giữa những tâm hồn, làm biên giới cho tình yêu không biên giới. Nếu yêu nhau là một tội lỗi, thà đừng yêu để khỏi hối về sau. Ái Lan, anh không có can đảm nào để nói cho em nghe những điều anh vừa biết.
Không, anh phải nói. Nói cho em nghe hết, dầu bao nhiêu đau khổ nhóm lên, dầu tim kia là một trận bão phong, nhưng lòng chung thủy là một rừng cổ thụ. Không một sức mạnh nào phá vỡ mối tình trong thuở qua. Mộng đẹp triền miên tấm đường hương điên, dù chưa yêu phải đuổi bằng sinh mạng để trọn nghĩa đã vàng, em cũng không màng. Một buổi chiều gió lạnh đông sang, khắc ghi lời thiết thạch tâm can, nhưng nghe lòng chung thủy của nàng như hoa nọ trong tàn. Con đò thời gian cay nghiệt luôn đợi người săn. Ai tình giúp cho ta nhiều nghị lực, chứ chưa phải là một phương thuốc trị bệnh nan y. Nhưng thôi, nếu em muốn nghe thì anh nói lại câu chuyện này tối nay trong một tiệc rượu. Anh cứ để cho bọn trẻ nó buộc ngựa vô đây, chúng mình sẽ uống rượu sau vườn hoa của tôi kìa. Ê chết, cha em về tới. Em vào đi, anh đi. Con gái của cha làm gì đây? Con hái hoa đó cha. Tại sao mà hoa dập nát hết vậy? Dạ, tại con không biết vô ý thế nào mà. Nè, nghe cha nói nè, người thích hoa cầm một đóa hoa phải nhẹ nhàng trân trọng, mà nhất là con gái thì phải chăm sóc tinh tiêu cuộc đời mình, nghe con. Dạ. Hãy vào trong trang điểm đi, chút nữa ăn tiệc với cha nha. Dạ. Anh rẽ sang ngã cỏ liễu đó vào đây. Chào anh. Anh coi cơ nghiệp của tôi chưa hết đâu. Anh uống vài ly rượu đi, rồi tôi sẽ dẫn anh đi xem hết. Ngồi đi. Ngày xanh hoa trống như lá đổ mùa thu, thấm thoát mà chổi thời gian đã quét bạc mái đầu, bỗng dị dạng lờ mờ sau sương khói. Hay lắm, hay lắm. Tre đến thời cằn cỗi, nên gục đầu mà cõng cái già, và che đám măng non hãnh diện vươn ra. Cây tre lão mới trở về cát bụi. Cháu gái, ngồi đây. Cháu đã được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa, cháu được 18 tuổi. Cháu thùy mị lắm, xứng đáng là... Dạ, cậu Kha Ly qua tới. Thằng con anh sao mà tới trễ vậy? Đâu, kêu nó vô đi. Dạ, chào bác. Thằng coi mạnh dạng dây u thịt bắp, phải thế đàn ông con trai. Rượu đây, uống đi chặt. Cháu được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu được 22 tuổi rồi. Anh Kali một tuổi với anh Quang Sơn. Sao con biết tuổi cái thằng ngoại rành quá vậy? Anh Mã Cơ, lâu lâu mới qua thăm anh. Nhân chút thời giờ, anh dẫn tôi đi xem chậu bạch tường vi của anh. Kéo lần khác qua thì không nhìn lúc nó nở, uổng lắm phải không? Vậy thì mời anh cùng đi. Đi. Cha cho con theo với. Con ở đó mà tiếp cậu Kha Ly thay cha. Cha. Ai Lan, chúng mình đã biết nhau từ thuở bé, khi bác ở nhà còn chở Ái Lan trên lưng ngựa để qua thăm trang trại của cha tôi. Rồi cái tôi cùng Ái Lan đùa nghịch đó. Những kỷ niệm ấy
Dù rằng chưa chết, nhưng tôi đã xếp vào ngăn tủ ấu thơ. Tuy thời gian có phủ lớp bụi mờ, quá khứ tạo cho tôi giấc mơ hiện tại. Nếu anh muốn giấc mơ đẹp mãi, hãy trùm trái tim để ngủ thật lâu, đừng cho ánh sáng lùa vào, khi tỉnh mộng vẫn còn cô độc. Ai Lan, anh yêu em với tất cả lòng chân thật, nên lần đầu tiên anh anh lúng túng trước mặt em. Anh tin rằng hạnh phúc sẽ lâu bền nếu em hiểu chúng ta yêu nhau là làm vừa lòng cha mẹ. Ai Lan em. Vâng, khi cha tôi và bác bỏ đi, trong cử chỉ của anh tôi cũng hiểu rằng anh sắp nói một chuyện lòng. Nhưng tôi lấy làm tiếc, chúng ta hiểu nhau quá muộn. Tôi thú thật, nếu tôi chưa yêu ai thì tôi rất hân hạnh khi được anh yêu. Bởi vì anh có cặp mắt đa sầu và giọng nói thanh thanh, cử chỉ đoan trang của người trai hiền lành. Tuy sống trong cửa cao nhà rộng, những con người bình dị rất xứng rõ. Ái Lan đã là một đoá hoa có chủ, tôi chỉ yêu nàng trong giấc mơ muôn thuở, thế mới biết rằng yêu là đau khổ đi theo. Lòng chân thành của anh tôi đã rõ. Một năm trước, tim tôi còn mở ngỏ, tôi đợi anh như đợi một vị thiên thần. Có lẽ vì trái nợ không duyên, cái e thẹn đã làm cho anh chậm nói. Ai Lan ơi, thôi thì đành đêm đêm lần chui, để rủa nguyện lòng tự ái ngày xưa, cho mộng cô đơn tôi ấp ủ khôi yêu tình. Thất vọng tình yêu tôi phải tự trách lòng mình, ngày trước tôi e dè không dám nói, sợ em chối từ tôi sẽ hổ thẹn cho đời tôi. Nay kể như đem xác thân vào một giấc mơ, chôn thật chặt dưới đáy tim rướm mau. Ai Lan ơi, kẻ thất tình thường suy nghĩ bâng quơ, nếu ngày kia anh biết chọn giấc mơ vào đời. Ai Lan ơi, nếu ngày đó chuyến đò sang ngang của em bị đắm, anh sẽ giang cánh tay thần vớt em khỏi bờ vực thẳm, để ta trọn đời trọn kiếp sống bên nhau. Có lẽ là anh vẫn đợi. Tôi cầu nguyện rằng chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Nhưng chẳng may nó xảy ra thì... Thì dĩ vãng chỉ tăng thêm tình yêu cũ. Anh chào em. Ai Lan, con đã nói gì mà xem vẻ mặt của Khali nó không vui vậy con? Dạ thưa cha, con có nói gì đâu cha. Không lẽ hai đứa bay ở đây nãy giờ mà không đứa nào nói với đứa nào sao? Nếu con không nói thì nó cũng nói gì chứ. Dạ, anh có nói. Nói sao? Anh nói rằng anh thích hoa bạc tường vi lắm, nhưng tìm không đâu ra, chỉ riêng cha trồng được một chậu. Anh ngỏ ý muốn xin. Rồi con nói sao? Nhưng con nói
qua đó cha chăm sóc nặng nhọc, cho nên cha... Hơn nữa, chỉ có một chậu mà thôi, chắc là cha không cho đâu. Cái đó là ý của con thôi. Nhưng ý con hợp với ý cha. Không. Tuổi trẻ khi thích một cái gì thì không thể chia sớt cho ai. Dù cho sự ích kỷ đó có thiệt hại cho mình, nhưng cha, tuổi cha đã già rồi, lửa tham vọng trong lòng đã tắt. Cha nhìn đời với đôi mắt dịu dàng, âu yếm hơn. Cha muốn cho tình nghĩa bè bạn giữ được lâu bền, cho nên Ai Lan à. Dạ. Mẹ con đã khuất bóng và cha đã già rồi. Giờ cao chung sắp gõ, linh hồn cha sẽ bám theo hơi thở cuối cùng mà thoát khỏi thể xác. Linh hồn của cha sẽ bay qua đồn điền to rộng của mình, nhẹ nhàng như cánh hạt lướt qua sông. Nhưng trước giờ biệt ly sầu thảm ấy, mùi cha vẫn nở nụ cười vì thấy con mình thành già thật. Thưa cha, con cũng như chồi non vừa tượng lá, mà ái tình sẽ là trận gió mùa thu, cướp cái thơ ngây khi 18 tuổi đầu, chưa biết sống đã sớm thành dĩ vãng. Con còn lo một nỗi, tuổi của cha thì như bóng kim. Công nuôi nâng dỗ dành cho con đến tuổi này, con nỡ nào dối đi. Lời hiếu thảo của con khiến cha phải nhắm mũi, nhưng con đã lớn khôn rồi phải hiểu. Đó là tình thương vô hạn, cha mẹ nào lại muốn xa con. Cha đã hết lời khuyên nhưng chẳng thuận tình con. Ai Lan à, tuổi này cha thừa biết tất cả những người con gái trước khi lấy chồng đều có một lời nói khuôn khổ giống y nhau, phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng thôi, cha mẹ sinh con ra không phải để con phụng dưỡng, mà phải lo cho con có hạnh phúc đến khi cha mẹ thở hơi thở cuối cùng. Rồi đây con cũng phải có bổn phận như cha mẹ ngày nay vậy. Đời cứ thế mà luân chuyển. Đây là lần cuối cùng cha nói với con, cha đã chọn một nơi xứng đáng cho con rồi đó. Cha, nhưng mà con chưa biết yêu là gì cha à? Chưa biết rồi sẽ biết. Cũng như cha mẹ cưới nhau rồi mới yêu nhau. Tình yêu đến sau hôn nhân nào có muộn màng gì. Tuy có thiếu phần thiết tha mãnh liệt buổi đầu, nhưng lại là một thứ ái tình bền chặt lâu dài, như con tầm bé nhỏ thông thả gặm hằn dạng lá dâu vậy. Cha, người mà cha chọn cho con là ai vậy cha? Là ai nữa? Là người mà con đã gặp rồi đó. Là người đã sinh qua Bạch Tường Di. Kali. Trời. Tại sao con có vẻ hoảng hốt? Ai Lan? Cha, con không thể nào yêu anh Kali được cha. Không yêu được? Hay có nghĩa là con biết yêu và đã có quan niệm chọn người yêu? Hoặc Kali không xứng đáng với con, hoặc nó xứng đáng nhưng lại là kẻ đến sau, phải không Ai Lan? Dạ. Phải không? Dạ. Phải không? Dạ phải. Vậy thì người con yêu là ai? Nếu người đó xứng đáng, cha sẽ gả cho con ngay.
thương của cha là gì. Con cứ nói đi. Nhưng thưa cha, cha dùng chữ xứng đáng có nghĩa như thế nào? Có thể giống như con hiểu. Con thú thật với cha, người con yêu là ai? Dạ, là anh Quang Sơn. Quang Sơn, Quang Sơn, con đã yêu thằng mọi Quang Sơn à? Ai là? Con có biết lai lịch thằng Quang Sơn không? 22 năm trước, khi cha mới đặt chân tới khu rừng hoang vu đầy dã thú này, lão quản gia quan tất lừa một thằng bé bị gói bằng một tàu lá buông bỏ bên bờ suối. Nó là con của một thằng mọi không tên tuổi. Trước khi lên mặt bỏ người như khai phu này, họ đã nhẫn tâm quăng con lại cho bớt gánh nặng. Kể ra thì nó cũng xứng đáng thật, nhưng mà chỉ xứng đáng là người giúp việc trung thành, chứ không thể xứng đáng là chồng con. Dạ. Con của một ông chủ, con một ông chủ mà lại yêu một thằng quản lý. Ai là? Dạ. Cha sẽ tống cổ thằng Quang Sơn ra khỏi đồng tiền này. Nếu nó kháng cự, cha sẽ kết thúc mạng nó bằng một phát súng. Dạ. Cha sẽ thương nó như là thương một con chó trung thành vậy. Dạ. Dạ. Thưa ông, quản lý Quang Sơn muốn vào gặp ông. Thằng này tới số rồi. Nó tới số rồi. Kêu nó vào đây. Dạ. Mà khoan, Giang Học, vào phòng tôi, lấy cái chai đỏ trên đầu giường đem ra đây. À, mày tới số. Mày tới số. Kêu nó vào. Dạ, chào ông. Anh cứ ngồi đó. Anh gặp tôi có chuyện gì? Thưa, bò ở trại đông đã mất hết 10 con. Tôi có đuổi theo, nhưng vì trời tối quá, hơn nữa gió lộng đã cuốn đi tất cả những dấu vết trên mặt đất. Vì thế tôi về cho ông hay. Anh cho tôi hay để mua 10 con bò khác thường vào, phải không? Anh là quản lý, trách nhiệm về anh. Thế mà anh để mặc cho tôi mất, nghĩa là anh a tông với bọn ăn cắp, phải không? Lần đầu tiên ông quá nặng lời với tôi. Chưa bao giờ ông cư xử khắc nghiệt với tôi như hôm nay. Hãy còn thiếu. Tôi muốn anh đem lại 5 đôi bò trong tay bọn khiếp nhược kia về. Ông có thể cho 5 người theo tôi không? Nhiều quá. 2 đứa theo anh thôi. Như thế thì ông sẽ mất 10 con bò và 3 mạng người cả thải. Anh sợ chết à? Vậy là tôi đã lầm. Dân đồn điền này đã lầm anh. Anh khiếp nhược, anh nổi tiếng bắn nhanh phi ngựa giỏi. Tôi sẽ làm vừa lòng ông. Rượu đây, uống cho dưỡng tinh thần. Có lẽ đây là cốc rượu tiễn đưa người đi một chuyến trọn đời. Kìa, uống đi, uống như tôi vậy nè. Để chúng ta cùng có tinh thần. Vâng, tôi uống đây. Chào ông. Anh chưa đi à? Thế là em thấm tất cả. Ai ra? Lọ thuốc ngủ này đã giúp cha thắng cuộc. Cha sẽ say ngủ trong chăn, sáng thức dậy vẫn là cha của con. Đêm nay thằng Quang Sơn sẽ ngã dài trên một lưng đồi quan dân. Cửa sổ tâm hồn sẽ nhột kinh muôn sao. Nó ra đi mang tất cả mộng đẹp đi theo, giấc mộng nghìn đời không đoạn kết. Cha, Quang Sơn bị cha tôi giết. Trời ơi,
Anh Quang Sơn. Đi lẹ lẹ giùm chút cậu. Trời đất ơi, trễ lắm rồi á. Ủa, quản lý đâu rồi? Về nhà lấy súng trường rồi. Vậy hả? Cậu có từ giả vợ chưa? Nói bậy bạ không à. Chuyện riêng của người ta, sao nhiều chuyện làm gì vậy? Tôi nhắc cậu đó là tôi thương cậu. Bởi vì tụi mình đi kiếm bò chuyến này á, là đi kiếm một bài thơ vĩnh biệt. Ghê đi vậy? Tìm những thân nhân để chút gánh nợ đời. Anh nói sao tôi nghe mọc ốc cùng mình hết trơn hết trời. Nguy hiểm cho cái kiếp con tầm ăn bạc cắt là vậy đó. Tôi mới nhắc cậu từ biệt vợ cậu chứ. Mà có không? Bậy bạ quá, cái chuyện đó ai sao? Tránh được phải không? Rồi có nói vậy không? Sao hỏi cặn kẽ quá vậy? Không có nói vậy ráo á. Phải nói chứ. Sao? Phải cầm tay vợ cậu như vậy nè. Đó. Ha. Nhìn vợ như vậy nè. Bắt đầu nhiều chuyện nha. Nhiều chuyện thấy không? Giọng nói phải như vậy nè. Nói sao? Nghe rồi anh em hồi. Kìa. Khóc lóc mà làm chi? Chẳng mùi quá. Hôn nhau một lần cuối. Em về đi. Anh đi. Lãng nhắc. Thơm ơi, ông già đâu mà ở giá. Làm như biết rành chuyện vợ chồng ta lắm vậy. Cái đó thuộc về dốc rồi. Ở giá. Ở giá nhưng nhờ người ta coi sách. Cách nói về vợ chồng đâu có gì khó. Tôi còn đoán biết tâm trạng thằng cha Quang Sơn nữa đó cậu. Coi lầm lì ít ăn ít nói vậy chứ chả thương anh em lắm ra nghe. Thôi, đi lo thắng ngựa đi. Đừng có nói chuyện phím. Dạ. Đêm nay chắc phải ngủ trên lưng ngựa rồi. Vậy mình lén về nhà ngủ đi, sáng đi. Lo thắng ngựa đi. Làm cho xứng đáng đồng tiền của chủ mà. Anh Quang Sơn, anh Quang Sơn. Nguy quá, tưởng đâu anh đi rồi chứ. Kìa, có chuyện chi gì vậy Ngọc? Trong rượu anh uống hồi nãy, lão Mã Cơ bỏ thuốc ngủ đầu độc anh. Lo không muốn anh trở về nữa. Đầu độc tôi? Ừ. Hèn gì. Phải. Tôi sẽ không bao giờ về nữa. Không, anh phải về. Em đem thuốc giải độc cho anh đây nè. Anh uống đi, anh uống liền đi. Uống đi. Cảm ơn dạ Ngọc. Có dịp nào anh sẽ đền ơn em. Không, em không muốn Quang Sơn chết. Chứ không phải muốn đền ơn đâu. Dạ Ngọc, trong mắt em đã có sự khác thường rồi. Đã muộn rồi anh Quang Sơn ơi. Em vừa biết tất cả. Muộn rồi. Kìa, Giá Ngọc. Giá Ngọc. Hả? Thầy à, người ta tiễn đưa mà bệnh rỉnh vậy đó. Đã dĩ sự. Nè, hai anh biết mình đi chuyến này là từ giả sự sống không? Dạ. Dạ biết. Thôi vậy mình đừng có đi nữa quản lý ơi. Dạ anh sang ta nói phải quá. Mình đi kiếm bò kỳ này là đi vào chỗ chết. Rủi như có bề gì tử thần bắt anh sang ta nằm ngay đơ cắn cuốc thì giờ anh bỏ vợ lại cho ai? Và còn em, và thưa ông quản lý, em đến từng tuổi này mà vẫn chưa có vợ, cho nên em ráng sống để tìm một người yêu cho sung sướng cuộc đời, cho tuổi về già bớt nỗi cô đơn. Cho đi chuyến này em nghi quá, chết uổng lắm ông quản lý à. Vậy thì dạ hai anh cứ phi ngựa một khoảng thật xa, bắn cho hết đạn đi, kiếm một chỗ yên ổn ngã lưng mà ngủ. Sáng ngày về báo lại với ông Mã Cơ rằng tôi đã chết rồi, vì tôi vừa bắn súng vừa ngủ. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Nè, nhớ nói tôi bị cướp bắn trúng vào tim. Hai anh đã quăng thay tôi xuống một cái hố không tên tuổi. Đi đi. Dạ. À, nhớ dẫn luôn con ngựa của tôi đi. Dạ. Cho nó một phát đạn để nó khỏi kéo dài đời trâu ngựa của nó nữa. Rõ. Rõ. Quang Sơn xin từ giã những người thân yêu nhất đồn điền này.
chiều đông đã mấy chiều đông, người đi như cánh nhạn qua sông, đầy trời tuyết trắng màu tam trắng, từng trắng đêm đông trắng. Xin cô để tôi lên đèn và đóng cửa lại. Trời tối, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn. Không, không, tôi chỉ còn cánh cửa này nhìn về khu rừng quái đản, đêm đêm mong một bóng trắng đi về. Chị nhìn hộ tôi, có phải sau lớp tuyết rơi có một người áo trắng nằm ngửa tay bóp vỡ ánh đèn đêm? Cô à, không có đâu. Đó là dải bạch nữ sơn nằm thoai thoải như người đẹp ngủ. Và ánh đèn đêm sắp vỡ là vì sao lạc xuống tận chân trời. Quang Sơn ơi, mấy đêm rồi em vẫn thức đợi người đã chết. Anh bị cha em giết, em dựng dân chứng kiến cuộc giết người. Thưa cô, người đi thì cũng đã đi rồi, cô than khóc chỉ thêm đau khổ. Dạ Ngọc, cha tôi về chưa? Dạ thưa, ông vẫn chưa về. Có lẽ ông uống rượu bên trại Bác Kha Nhân Tô. À thôi, cô để tôi đỡ cô lại giường nghỉ ngang. Chị để mặc tôi, chị hãy về nghỉ đi. Cảm ơn chị. Chào cô. Tôi đã chết. Ba đêm rồi nằm dưới hố lạnh không tên, đàn giác rừng thông thả bám quanh thân, trên miệng hố lũ diều hẩu đang dò xét. Đã chết, nhưng trái tim tôi chưa chết. Ba đêm vẫn rỉ giọt máu hồng, vẫn còn tươi, còn thắm, còn nồng, còn chung thủy và còn đau khổ. Tôi ao ước được nằm yên trong đai mộ, có bia để hai chữ Quang Sơn, và móng nước mắt ai lan nhỏ xuống để hồn tôi siêu thoát. Anh Quang Sơn, em sợ lắm. Ai lan ơi, đã mấy đêm lưng đồi quang vắng nghe lòng như tiếng ru, hồn đời anh đêm buông vô viễn thăm em cho vơi nỗi nhớ thương cách trở xa xôi mấy dặm trường. Theo đêm dài về hối ngộ ái lang để Sơn, chúng ta đã yêu nhau. Anh đừng làm cho em kinh hãi. Không có gì đau khổ bằng người yêu ghê sợ người yêu. Cuộc gặp gỡ này, đêm nay nếu chẳng nói được nhiều,
thì mãi mãi sẽ không bao giờ tương ngộ. Vĩnh biệt em Quân Sư. Ai Lan, trong lúc sống còn yêu nhau tha thiết, em đã từng thề thốt quyết đem sinh mạng để đổi lấy tình yêu. Anh biết suốt ba chiều em vẫn đợi một bóng hình quái gở. Sự thương nhớ đã làm cho âm dương không còn cách trở. Thì tại sao em kinh sợ để cho anh gian dở bùi chặt vào.
sức mạnh nào làm tan rã keo sơn. Dù bao nhiêu lần gió lạnh chiều đông, nhưng lửa yêu đương vẫn sưởi ấm đôi lòng. Em cũng giữ lấy kỷ vật này, nó có giá trị như những lời em vừa nói. Nhưng anh linh cảm rằng đôi nhân tình đem kỷ vật mà trao đổi là báo hiệu cho một sự chờ đợi lâu dài, và thời gian sẽ đè gãy đôi vai của một trong hai người không nghị lực. Còn cha em, Ai Lan ơi, nếu anh không tỉnh trí thì đêm nay sẽ không thấy mặt nhau. Một khối óc già nua muốn chia rẽ mối tình đầu đã nghĩ ra cách giết người hèn hạ. Dĩ vãng anh là man rợ, nhưng lương tâm anh là của con người. Anh Quang Sơn, chúng ta sẽ yêu nhau cho đến trọn đời. Anh hãy đem em đi thật xa, xa tận cuối trời, để em khỏi phải lấy Kali. Và sao nữa em? Anh ơi, chúng ta đã có con rồi. Em có thai rồi. Vâng. Anh sửng sốt trước kết quả mối tình thầm lén của chúng ta sao? Kẻ nào sợ một khi hay tin người yêu có thai, đó là bắt đầu sự tan vỡ trước một phát súng. Anh nghĩ rằng yêu là đau khổ, nhưng từ nay anh sẽ bảo vệ nó đến cùng. Kẻ nào muốn chia nhạn rẽ hồng, cuộc danh dự sẽ khởi đầu bằng máu. Nó ngủ rồi à? Ngủ gì mà sớm vậy? Chết rồi, cha em đến. Làm sao bây giờ anh? Anh trốn đi. Ai Lan à? Dạ. Con xin mời cha ngồi. Con à, có bác Khai Nhân Tô và cậu Kali sang chơi ở phòng khách á. Con sửa soạn lên chào bác đi con. Xin cha tha lỗi, con còn vui sướng gì mà sửa soạn được nữa. Con cũng gắng gượng để cha khỏi mất mặt với người ta. Nghe lời cha đi con. Dạ. Ai Lan, ngày này, đêm này, giờ phút này, cha có đủ lý lẽ để nói cho con tin rằng thằng ngoại Quang Sơn đã rã xác rồi. Nếu cha sai người xuống đem bộ xương nó về, con có thể thành hôn với nó được không? Thưa cha. Khỏi dài dòng, lẽ dĩ nhiên là không rồi. Vậy nên cha cho con hay hai ngày nữa đây, con và Kali sẽ đến nhà thờ tiếng chung rung báo giờ hôn lễ, để đẹp lòng cha mẹ ước mong 18 năm khổ nhọc vì con. Thà rằng con chết tại đây, không thể nào con ứng chịu Kali. Trời ơi, cha ép buộc con đi làm gì? Chúng một đường khác mộng vui chăng? Cha ơi, con vẫn biết cãi lệnh cha là có tội, nhưng cha thương con, cha hiểu lòng con, đừng ép buộc con phải lấy Kali cha. Cha không chối rằng cha ép con, hiện tại có thể làm cho con đau khổ, nhưng con sẽ được hạnh phúc lâu dài. Thương mà để cho tùy con lựa chọn, bây giờ thì có hạnh phúc thật, nhưng cha không thể trốn trách nhiệm khi gia đình con tan vỡ về sau. Hiểu chưa Ai Lan? Dạ, hiểu. Con vâng lời cha chứ? Thú thật với cha, làm sao con yêu Kali? Vì con đã... Hả? Con trót đã... Đã sao? Con trót đã có thai với anh Quang Sơn rồi. Cái gì? Con đã có thai rồi. Trời ơi, nhà ta đã đến lúc diệt vong rồi. Ai Lan, con sống đi. Sống để chúng ta như một xác chết, để nuôi một đứa con hoang. Cha, ta là cha để con chết, vì kẻ của tôi là con. Ai Lan, cha, cả sự nghiệp này chắc cần cù với nó từ ngày tóc còn xanh, và chắc còn tận tụy với nó cho đến khi đầu bạc.
Cảm ơn ngài, cha mẹ nhắm mắt. Con sống đầy đủ yên vui như bao nhiêu kẻ khác trên đời. Cha còn nhớ, nhớ một mùa đông xa lắm, con mặc chiếc áo rách dài, cha đánh xe đến trường đưa con vào lớp, con bị chúng bạn chê cười, cha con mình nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Ai Lan ơi, vì tương lai của con mà cha tạo dựng đến sự nghiệp, đến nay đôi bàn tay hầu như không còn cảm giác nữa rồi. Cha đã đổ xuống đất này bao nhiêu là máu, là nước mắt, tuổi trẻ và mồ hôi. Cha, nhưng mà khi lớn lên, con dẫm chân trên đồn điền này như là bước qua mảnh đất người xa lạ. Ai Lan, máu trong người con là nhược lạ, tim con đã kết hợp với những tế bào bất hiếu vô ân. Muốn còn vinh dự gia đình, cha phải bỏ cơ nghiệp, giết con. Ai Lan? Dạ. Tại sao nó có quan sơn ở trong phòng này? À, thằng mỏi, mày chưa chết à? Dân, tôi chưa chết. Vì tất cả những người yêu chân thật khi đã yêu có quyền sống để yêu. Thằng khốn nạn, tao đã khát máu mày. Chưa. Mã Cơ, lòng dạ làm cha của ông còn thua loài dã thú. Vì hùm kia tuy dữ nhưng chẳng ăn thịt con trong những lúc đói lòng. Ông lại nợ giết ngay làng trong thời kỳ sâu độc của tiểu nhân. Nhưng tôi vẫn trở về đây để mong tìm gặp người yêu. Tôi xin ông hãy dịu lòng để cho qua cơn nóng giận. Thử hỏi rằng bá mãn người dám đem đánh đổi một cuộc yêu đương. Qua một trận cuồng phong ông có yên lòng với sự hành hạ lương tâm? Hồi chớ có già hàm gia đình, tao chính mày bối lọ. Chân mày cà lên hạnh phúc công lao, tao gầy dựng mấy năm trường. Tuổi trẻ, tuổi già chỉ nên còn một mà thôi. Bất cứ ai động đến vợ con tôi, người ấy sẽ không còn sinh mạng. Nếu chẳng may oán hận có cơi nguồn thì bàn tay thủ phạm là ông. Thằng súc sanh! Chưa! Ông đừng đánh tôi làm gì. Hãy bình tĩnh cho lương tâm thức dậy. Những cuộc tình duyên ngang trái phần nhiều là do cha mẹ gây ra. Hoàng Sơn, tao giết mày! Chưa! Ai Lan, em hãy tránh ra chỗ này! Không! Đi ra mau! Anh Hoàng Sơn! Chưa! Chưa! Đừng ai vào, nguy hiểm lắm. Vậy cũng đủ lắm rồi. Tuy giận thì nói vậy, nhưng tôi không thể nào giết được ông. Vì ông là cha ruột của vợ tôi. Lúc này xa nhau thì mọi việc về sau sẽ được êm thấm. Giết cha tôi! Ai Lan con!
hàng xóm tiêu. Quang Sơn kêu cha, rồi sao nữa? Cha! Trời ơi, cha đã bỏ con, cha đã bỏ con rồi. Cha! Quang Sơn, anh ta nhận cha tiêu nhân lắm. Anh đã giết cha tôi, anh đã giết cha tôi khi người xây lưng đi. Không, Ái Lan, em đã hiểu lầm rồi. Chính mày, mày là một tên hèn nhát, giết lén người vì đã cản trở cuộc hôn nhân. Mũi súng này đã một lần tha thứ Quang Sơn. Ta rất tiếc, ta tiếc vì tài ba còn kém, thằng khiếm nhược. Chính tay mày đã giết lén Mã Cơ. Ái Lan, Ái Lan à, thôi đi. Mắt anh đã trắng màu đen hung bạo, đã nổi rõ những đường chỉ máu, đã tiết ra tất cả căm hờn. Quang Sơn trả thù người định giết Quang Sơn, giờ đây cướp Ái Lan mãi mãi. Quang Sơn ơi, anh là người rồ dại, giết cha tôi anh sẽ chiếm được gì? Miệng lưỡi nào anh đổ tội cho Kali, người đã được cha tôi yêu mến. Quang Sơn, tường kia ghi vết đạn, tôi chậm tay nên sinh mạng anh còn. Anh đừng dối gạt Ái Lan nữa, đừng hèn khi hữu sự. Anh trả lời với công lý, hãy đợi chờ hình phạt đến sau. Ái Lan, anh đã nói ai chia nhãn rẽ hồng, cuộc giành giật sẽ khởi đầu bằng máu. Nhưng thâm tâm anh vẫn còn nhân đạo, biết Mã Cơ là cha ruột thịt của em, Kali mới hèn hạ thừa cơ hội giết người để đạt được một điều mong muốn. Anh đừng bao chứa một việc làm kiếp như Quang Sơn ơi, đã chậm lắm rồi. Anh đừng đòi hỏi ở tôi một sự hy sinh quá đáng. Anh nuôi căm hận trong huyết quản, tôi cũng oán hận anh cho đến trọn đời. Anh hãy xem con anh là một hạt máu rơi, mà trọn kiếp đừng bao giờ gặp mặt. Quang Sơn, đây là kỷ vật tôi trả cho anh để chấm dứt một tình. Ái Lan em, nếu còn những tiếng nào nặng nề hơn nữa thì em cứ dùng để nguyền rủa anh đi. Ái Lan ơi, hiện giờ anh là một sinh vật có nhiều tri giác, nhưng đang ngơ ngác trước sự bội ước của nhân tình. Vì cha em dội trúng linh hồn nên anh không còn lý lẽ để tự bào chữa cho phân minh. Đời này chỉ có em là người thân yêu duy nhất, lại quả quyết anh là kẻ sát nhân thì có đau đớn nào bằng. Ái Lan, Ái Lan ơi, cửa đề lão đã mở rộng để đón anh. Và nếu anh có đền tội sát nhân bằng cái chết thì tử thần sẽ thêm một linh hồn hầu hạ. Nhưng anh sẽ khinh thường tất cả. Chỉ tiếc rằng một chuyến đi mà để lại mối quan
bỏ mối tình đầu. Nhưng ai Lan ơi, bóng hình em anh đi vẫn giữ đến ngàn thu. Cô đây là con của nạn nhân. Vâng. Trong khi xảy ra án mạng, có mấy người trong phòng này? Dạ chỉ có ba người. Cha tôi, tên này, và tôi. Anh cho tôi coi súng. Vâng. Anh kia, anh bằng lòng giao súng cho chúng tôi chứ? Hai người đều dùng khẩu súng giống như nhau à? Mỗi khẩu súng đều mất một viên đạn. Nhưng thôi, mọi việc tìm kiếm để biết ai là thủ phạm trong vụ này sẽ do cô một phần lớn. Riêng ông, có phải ông là Quang Sơn không? Dạ phải. Ông cho phép chúng tôi tạm thời coi ông là bị cáo. Ông cứ tự tiện coi tôi là tội nhân. Thật vậy à? Thật. Mời ông và cả ông này theo chúng tôi. Đuốc công lý sẽ soi sáng, không ai có thể tự minh oan hay buộc tội cả. Riêng cô, sau khi mai táng nạn nhân, cô sẽ được mời đến để giúp chúng tôi một phần về việc này. Ai Lan, trong một ván cờ đời, Kha Ly là người chiến thắng. Hãy cạn chén rượu nồng để quên mùi dị dàng, quên bóng người đã khuất nẻo hoàng hôn, đem tình duyên gia lại môi căm hờn, đốt xác phao tiện chân người bạn cũ. Người ra đi để dầu lên trăng vàng, để lại mùa xuân che trên đồi vắng. Chia ly nàng còn thấm đôi vai này, ta từ mà nụ hôn nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết. Em ơi, mình đã không chung tình duyên xa rồi, ta thầm trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chua xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền lòng nhẹ sang ngang. Mối tình đầu lắt chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quen nhau. Mối tình đầu chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quen nhau. Thôi nghỉ đi, làm năm nay qua năm khác nữa chứ bộ làm ngại mũi hay sao mà làm hoài vậy? Nghỉ đi. Nghỉ mẹ nữa. Ê, anh là giám thị tới kìa tụi bay. Giám thị mặc giám thị chứ, hỡi những tên tù khổ sai chốn cuộc đời, trốn ma thiên nước độc. Dạ có em. Có mình mày vậy. Hãy hát lên, hát một bản để mừng giám thị bản thân của chúng ta. Hát đã tự an ủi cuộc đời hẫm hút đau thương, đang đi lần vào một thế giới hư vô thiếu diều ánh sáng. Đứng dậy Quang Sơn. Trời ơi, mày cứ ngồi nhặt từng sợi tóc đếm thời gian mãi hay sao? Các anh hát đi. Vui sướng gì? Trời đất ơi, sao ổ rũ quá vậy cậu? Ở tù bao nhiêu năm mà đành tội được mấy nhiêu năm rồi? Khổ sai 20 năm, mỗi mùa đông đến là cái cây trơ trọi kia được khắc vào vỏ một dấu. Để tao đếm coi. 1, 2,
5, 8, 12. Trời ơi, nhiều quá, hơi đâu mà đếm. Tiền nào hết hạn là biết chứ gì. Ê, 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 giám thị gần đến rồi kìa. Hát lên, hát lên nghe không? 1, 2, 3. Ê, vui lắm sao? Vui lắm sao mà muốn hát hoài vậy tụi bay? Dạ, bây giờ buồn cũng vậy thôi à. Thầy nghĩ coi, cái tuổi khổ sai bị đài lên chốn sơn lâm chứa khí này, vui sướng gì? Thầy, người ta ở tù 1, 2 năm thì biết mình ở tù. Còn tụi tôi ở tù 15 năm sắp lên thì riết làm như nó quen. Ở đây làm như không có ở tù gì hết trơn. Phải đây là toán hai không? Dạ phải. Thằng nào tên là Quang Sơn? Dạ tôi. Quang Sơn hả? Phải người dùng bạc của hổ không? Phải. 20 năm khổ sai? Phải. Tội sát nhân? Không. Mấy lần anh nói tiếng không rồi. Quan ân gì anh cũng đã bị khổ sai 20 năm. Cuộc đời không có nghĩa lý gì. Anh đừng mong trả thù uổng công. Cái cây kia kìa, nó loài hữu dụng. Khi bị đốn xuống rồi, không ai cắt lên thân nó. Đây là cái cây đã sống bao nhiêu năm đâu. Trả thù? Đó là ảo tưởng. Những kẻ nào nuôi mộng trả thù trong thời gian 20 năm khổ sai thì kẻ đó đã chết vì căm hận cắn rứt rồi. Cây kia chưa ngã, nhưng tôi đã khắc lên thân nó 10 lần. Cuộc đời chưa ngã mà công lý vội ghi vào đó 20 năm khổ sai. Anh theo tôi về trại lấy giấy mãn đi. Ờ, anh Quang Sơn mãn rồi à? Trời đất ơi, già quá rồi, anh trở về làng thì mọi người á nhìn anh như là con chó vô chủ vậy. 20 năm thật là thấm thoát. Tuy nhiên, ở ngoài đời hẳn có bao nhiêu thay đổi. Anh đừng có đem sự suy xét của mình khi mới vào tù mà suy xét lại cuộc đời hiện tại. Tôi sắp quay về với cuộc sống ngày xưa. Các bạn ở về sau nha. Riêng anh, bạn tâm tình của tôi trong kiếp tội tù, tôi sẽ giữ mãi trong tim bóng hình thân mến. Sẽ kính trọng anh mãi mãi, vì anh là khách giang hồ lỡ bước, có nguồn tư tưởng rất thanh cao. Tôi là kẻ giang hồ đã qua những chiều bạc gió, đứng trước cổng làng xa lạ nhìn bao nhiêu ngọn đèn đỏ rực mà không một tia lửa ấm nào đón rước. Tôi đã qua những đêm dài mến mông rộng lớn, nhìn qua cửa sổ trộm liếc và trộm thèm cảnh đoàn viên của thiên hạ mà tất giả bồn chồn. Tôi đã bồi hồi trước những ngã đường không được đón tiếp, đã bâng khuâng trước những phút giây không biết đợi chờ ai. Tôi đã sống những phút đau thương quằn quại ấy nên mới hiểu kỳ dòng liễu lo của đứa con thơ. Cái cầm tay của người vợ yếu là những kho tàng vô giá. Vì thế nên tôi rất vui mừng khi thấy anh đến ngày rứt bỏ chiếc áo tội tù lên đường về quê cũ, và cầu mong anh sẽ tìm được vợ con để cùng nhau nối lại những chuỗi ngày hạnh phúc dở dang giữa bụi xuân thời. Nay gió thổi lạnh trời, nhưng lòng tôi đã tìm được sự ấm áp với nguồn an ủi vô biên. Khi mơ thấy cảnh bạn hiền trở về sống vui vẻ triền miên, mà quên lãng cuộc đời đau khổ suốt bao nhiêu năm trường, đơn thân chiếc bóng. Cảm ơn, tôi thành thật cảm ơn anh, và tôi sẽ nhớ anh mãi mãi. Quang Sơn ơi, đời của chúng ta đã trải qua cơn sóng gió.
anh hãy cố gắng dùng đến, vì anh sắp tìm được ánh sáng nguồn vui. Giữa lúc bản tù còn ôm ấp sầu thương và đến tìm sự sống hiển dinh, để xóa mờ hình bóng gò đài nơi ngục khách xa xôi. Thôi anh đi đi, tôi đi, nhưng để lại đây một khúc ruột, một tình thương. Xin chào các anh, các anh ở lại bình an và ngày về chóng đến. Anh ơi, chúng ta đã đến phút nói với nhau lời ly biệt, nhưng hình ảnh cũ làm sao phai mờ trong tâm nào. Nơi quê nhà tôi sẽ nhớ đến anh là người bạn tâm đầu thân mến, đã cùng sống bên nhau trong chuỗi ngày khắc khổ sầu đau. Đêm tù gió lạnh từng đợt trăng lên cạn tỏ niềm tâm sự đắng cay, và cầu mong cho ngày chóng trôi để làm lại cuộc sống êm đềm. Chúc anh gặp nhiều may mắn. Chào các anh. Quang Sơn, đây là kỷ vật tôi trả anh để chấm dứt một lần yêu. Ê, đừng có ngó lại lần thứ hai nữa nghe Quang Sơn. Ngó lại là chúa hụt kêu rồi nghe. Về bánh giỏi nghe. Cho Kha Linh. Thằng đó khỏe hơn bò rừng. Luôn luôn em nghĩ đến con em trước nhất. Kìa, anh, 20 năm nay em không hề nghe anh nói câu đó. Đến lúc nói thì phải nói. Một chuyện giữ kín được 18 năm, được 20 năm là quá lắm rồi. Em đã chẳng lạnh lùng với anh gần 20 năm chăn gối đó sao? Em tưởng rằng anh chẳng bao giờ đổi tánh. Nào ngờ 20 năm anh lại dùng tiếng con em con tôi. Hồi lúc trẻ, dù biết rằng em đã có thai với, thì cứ nói toạc ra rằng em có thai với Quang Sơn, ai cấm em đâu. Hãy tình gian dở là một ghẻ, kỷ niệm càng nhiều thì dấu vết càng to. Em không muốn nhắc đến Quang Sơn vì thực ra Quang Sơn luôn luôn có mặt trong tâm hồn em. Đáng sợ là những người giỏi câm lặng là bề ngoài của tưởng nhớ. Kali, anh có uống rượu nhiều không? Anh có điên không? Điên à? Nếu hiện giờ em chưa có thai thì anh sẽ điên thật đó. Điên vì sợ khi chết phải để cả hai cơ nghiệp đồ sộ này cho một thằng mỏi nó hưởng. Không, con anh đứa nhỏ chưa lọt lòng mẹ kia mới có quyền hưởng gia tài này. Mỗi ngày gió kia còn thai mấy hương,
bảo sao lòng người lại chẳng đổi dời. Nếu bảo rằng con anh hay con tôi thì tất tan tành đổ nát. Khi người ta hiền hiền như hột cát, khi giận dữ lên là sa mạc nổi cuồng phong. 20 năm một trận bão kinh niên đang âm ỉ thổi trong lòng. 20 năm tôi làm chồng một xác chết. Bây giờ đầu đã hai thứ tóc, kẻ sát nhân rước lấy một bài học thiệt thòi. Anh Kali, anh đã nói ai sát nhân, ai chịu thiệt thòi? Kẻ chịu thiệt thòi là anh nè. Còn kẻ sát nhân bị trừng trị lẫn tâm hồn và thế xác. Ai là? Chúng ta đã lạc vào sa mạc, ngọt 20 năm không tìm được lối ra. Chẳng yêu nhau tạo làm chi hoàn cảnh để chung sống một nhà mà vợ chồng không một lời nồng hậu. Kali, gần 20 năm giả dối, chúng ta đã sống tẻ lạnh triền miên. Thế mới biết tình yêu là riêng của con tim, mà khối óc đã trở thành vô nghĩa. Nhưng dầu sao cũng tiếng rằng chồng vợ, và chúng ta đã sống chung trong những ngày tóc hai còn xanh. Sự nghiệp sẽ thuộc về con tôi. Tôi không muốn nhìn đứa con khát máu của ai. Thưa cha, chuyện gì? Con đã sửa soạn xe cho cha xong rồi. Xe rồi thì mày đem hành lý ra, ta phải đi làm mấy việc đó nữa sao thằng mọi? Dạ, con cũng đã đem hành lý ra rồi cha. Còn nói gì nữa không? Tao nè, đầu hai thứ tóc còn phải trải xương dập nắng, lặn lội từ đây ra tới tỉnh lo thuế vụ. Mày ở nhà mất một con bò thì mày liệu trốn ra khỏi đất này mà ở đó? Thưa cha, cha uống nhiều rồi, mà trời thì hình như sắp có bão tuyết. Thì là cha nán lại, mai sẽ lên đường. Mày lo cho tao quá ha. Ngày nào đó mày cũng có thể giết chết tao luôn đó. Mẹ à, từ ngày mẹ có thai mà không, từ ngày con biết cha con cho đến giờ, con nhớ kỹ chưa có lần nào con được cha cúi xuống hôn lên trán. Không một lần nào dùng tiếng con, không một lời dịu dàng nào để con cảm thấy giữa cha và con có một sợi dây vô hình buộc chặt. Phải chỉ con là con của một người nào khác, cha đối với con tệ bạc cũng đành đi. Nhưng con khóc tiếng khóc đầu tiên trên nhung lụa của nhà đầy, và trưởng thành trong đôi tay nực mùi sữa mẹ. Cha giận nếu cha chẳng thương con vì không nặng mang, không sanh đẻ, thì trong huyết quản con cũng có máu của cha mà. Mẹ, ngày nào mẹ sanh em con ra, con sẽ bỏ nhà để tìm nơi sinh sống. Kha Ninh, con. Đi đâu? Dạ. Đi đâu? Ai cho ông vô chỗ này? Thưa cậu, tôi vì đói, vì lạnh,
vì đường còn xa nên anh bảo vào đây xin cậu bố thí cho một chút ân thường, bớt đói lạnh sẽ lên đường thiêng liêng. Kha Ninh, mời ông ta vô trong này, xem chừng ông ta đói lạnh lắm. Vô đi. Ngồi ở đây. Chi Ngốc à, cho một thỏi bánh mì. Ủa, sao cậu về sớm thế? Mỗi ngày ba sắp nhỏ về cậu mới về mà. Cậu ăn ít thế à? Không, cho lão này. Ủa, hắn ta vào hồi nào? Tại sao tôi không nghe chó sủa vậy? Có lẽ lão ta quen mùi. Kha Ninh, cậu đã xem tôi không phải là người nợ châm biếm khi tôi rung lên vì đói lạnh. Đây, tôi trả cho cậu thoải bánh, và cậu phải trả lại cho tôi giá trị của một con người. Đừng lão! Giá trị của người ta là do bao tử định đoạt. No đi đã, rồi sẽ triết lý sau. Kha Ninh chính thật là tên tao, nhưng tao chỉ để cha mẹ tao gọi khi cần thiết. Đừng có hỗn xược, tao tống cổ ra đường, tuyết lạnh sẽ xây mồ. Kha Ninh, con không giống cha con chút nào cả. Hồi đó cha con đâu có hung dữ gắt gỏng như vậy. Đi lo việc đi. Mẹ nói hồi đó chắc là khi con chưa biết cha. Con không giống cha thì giống ai? Cha con còn hung dữ và gắt gỏng bằng mấy con nữa kìa. Thưa bà, tôi đi. Ông có thể ngồi đây cho bớt lạnh rồi sẽ đi. Mà quên, ông ở đâu? Thưa bà, tôi ở đây, ở Bạc Cửu Hộ. Ông ở đây, sao tôi chưa từng thấy mặt? Thưa bà, vì thời gian là con dao đoạn tuyệt, là vị thuốc tiên làm cho thiên hạ mau quên, tôi với bà không một chút nghĩa nặng tình thâm, thì làm sao biết được khi còn là xa lạ. Huống chi tuổi 20 tôi đã ra đi, đi vì sinh kế. Đến nay vì lẽ gì ông trở về quê? Vì trước kia tôi đi ngang vườn quá của một nhà trưởng già, liền giang tay trộm hai đóa tường vi. Vì không ngờ dưới đài quá long lanh hạt sương mai, cô gái nhọn đâm vào tay tôi rì mau. Mấy mươi năm giang hồ khắp nẻo, trong thâm tâm tôi vẫn muốn tìm lại hạt máu rơi, mà vì kế sinh nhai phải cách biệt mấy năm dài. Đó là kỷ niệm lúc thiếu thời, êm đềm chua chát và phai mờ như một áng sương buông. Nhưng tôi không quên được đó qua hừng. Lần đầu tiên phải làm tim tôi tuôn dòng máu thấm. Bà ơi, cách xa ngàn trùng mây nước, khi trở về tôi nào hay được. Dòng nhà giang đã mây lượt đôi bên thay đò, chính tôi đã từng nếm phong vị giang hồ. Nhưng sao cảm thấy mình quá lạc lòng, quá bơ vơ. Bao người quen thuộc
Bây giờ ông không còn người quen nào để nương thân sao? Thưa bà, tôi còn một người quen ruột thịt, nhưng vì tôi nghèo nàn đói rách nên người ta coi tôi như một con vật không thân. Họ muốn nhìn tôi chết lạnh dưới trời nên tôi mới nhất quyết ra đi. Từ đây tôi tách đủ mọi đắng cay, chỉ có khổ đau này mới giúp tôi thiệt thò nên người. Xin chào bà. Khoan, ông có một tâm sự gì quá kín đáo? Ông là... Là người khách lữ hành. Đường gió bụi đã in gót dài nghiến ngựa, bóng dáng gầy mòn ngã trên hè phố, như tuổi xuân theo gót hoàng hôn. Không gian thu gọn trong ánh mắt u buồn, muốn nhâm lại để đuổi xua nguồn tinh tường. Ông không đi xa tỉnh được à? Hôm nay không đi được, gió lớn quá. Lão này ở đâu vậy? Ông ta đói quá nên xin một thỏi bánh mì và tạm tránh gió một chút sẽ đi. Nhà này không tiếp hạng ăn mày. Nhưng sao mới gặp mặt mà ta đã thấy quen nhau từ kiếp trước? Ước gì ông bạn cạo râu và tóc, gắn nụ cười trên đôi môi thì mắt sẽ sáng hơn sao? Ngồi đây đi. Ngồi đi ông bạn. Ngồi để mừng buổi sơ giao, ta cùng uống đi quên trời đông gió lạnh. Hải Lan, em hãy vào trong làm đồ nhắm nha. Ông bạn, có lẽ đường đời cũng lạc lội nên trong vẻ mặt lắm phong sương. Chiều nay gió lạnh mùa đông đã thổi tới một người không quen biết. Mong rằng trong men rượu nồng thấm thiết sẽ gợi niềm thân ái sơ giao. Tôi 42 mùa đông gội trắng mái đầu, thời niên thiếu đã vào tù ra khám. Có ở tù nữa à? Về chuyện gì? Ông muốn nghe, nhưng ông tin rằng tôi hoàn toàn không vì tôi mà tôi nói đây là gì? Một lẽ phải, một sự thật. Ông tin không? Tin, tin lắm chứ. Chúng ta đã già rồi đâu còn gì phải dối nữa. Chỉ có tuổi trẻ thì thường hay dối. Dối để chiếm đoạt, để thực hiện một điều gì mình mong muốn, hoặc để che giấu một tội lỗi. Hay. Tuổi trẻ thì thường hay thế. Có đôi khi mình ngồi nhớ lại thời niên thiếu mà sám hối âm thầm. Có lẽ ông bạn đã bị người ta dối nhiều lắm. Không, tôi không bị ai lừa dối cả. Tôi ở tù vì bị luật pháp buộc tội quan. Quan mà không thể phân minh được. Có lẽ chỉ có ông và bà đây là người đầu tiên nghe tôi phân minh. Số là ngày xưa, khi tôi vừa 22 tuổi. 22 tuổi? Dân, 22 tuổi. Rồi sao nữa? Vì nghèo, vợ chồng tôi không được đầm ấm. Vợ tôi bỏ nhà ra đi, để lại cho tôi một đứa con vừa được 6 tháng. Đàn bà thì lúc nào cũng tệ. Nhưng bây giờ con ông đâu? Sau khi vợ bỏ, ông vẫn nuôi con chứ? Thưa bà, chắc chiêu 5 năm trời, đứa con trai tôi được 5 tuổi. Tôi dẫn nó lên tỉnh thành tìm phương sinh sống. Tôi được ông nhà giàu nọ nhận cho làm công. Đêm sau, tôi được lệnh ông chủ kêu lên phòng riêng có việc. Ông bà có đoán biết chủ nhà là ai không?
chủ đây là người vợ cũ của tôi, mà lúc đó đã là vợ của người khác. Nàng ở địa vị chủ, tôi là kẻ làm công. Rồi sự gì xảy ra cho ông? Nàng bảo rằng đã có chồng 5 năm nay không con. Chồng nàng sinh ra bê tha rượu chè. Nàng muốn sinh một đứa con nuôi để gia đình có hạnh phúc, nhưng chưa có đứa trẻ nào vừa ý. Nàng mong rằng tôi nhận một số tiền và đi nơi khác làm ăn, còn con tôi để lại cho nàng nuôi. Đúng rồi, con không có dòng máu cha thì làm gì có hạnh phúc. Chính tôi cũng có. Thì hãy để ông ấy nói hết xem sao. Tôi mắng nhiếc thậm tệ người vợ vô lương. Nàng nổi giận cầm dao nhảy lại đâm vào tôi. Tôi tránh một bên, vợ tôi mất thăng bằng ngã chuối vào góc bàn. Chẳng may lưỡi dao xuyên qua ngực. Tôi vội đỡ nàng lên và rút lưỡi dao ra. Khi ấy chồng nàng vừa xô cửa bước vào. Nghĩ là ông nhất định bị quan rồi. Dân cán dao có dấu tay, nhà chức trách điều tra biết rằng 5 năm trước tôi bị vợ phụ bạc. Tự nhiên luật pháp kết tội tôi giết người. Tôi lệnh án 20 năm khổ sai và đày đi An Bình Sơn. 20 năm khổ sai và đày đi An Bình Sơn. Thưa ông bà, ở tù được 4 năm thì tôi được chính phủ ân xá trong một đại lễ. Kể ra tôi còn có nhiều hạnh phúc hơn một người nữa. Hắn cũng bị quan, nhưng khi sống nơi sơn lâm chướng khí được 1 năm thì hắn chết. Có lẽ vì quá đau khổ và hắn thiếu nghị lực hơn tôi. Hắn đã đếm từng ngày qua nước mắt, nhìn vách đề lao ngắt canh thời gian. Trong con tim chưa đựng lắm sầu thương, nỗi đau khổ dâng tràn lên mí mắt. Thật tội nghiệp. Bạn ông tên gì? Thưa ông, hắn tên là Quang Sơn. Hả? Quang Sơn à? Trời, Quang Sơn đã chết rồi. Bà biết Quang Sơn à? Lúc còn sống, Quang Sơn thường nói rằng hắn bằng lòng trả món nợ không dai cho luật pháp, và sau đó hắn sẽ tìm đứa con thất lạc. Cha con hắn sẽ cùng sống với một chân đồi hiếu quạnh nào đó. Hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù người đã phao du hắn để cướp tình yêu, cướp quyền sống của hắn. Vì Quang Sơn cho rằng quán thù nên mở chứ không nên buộc. Có lý. Quang Sơn là người quân tử. Chính ta đã làm cho Quang Sơn. Anh đã làm cho Quang Sơn thế nào? Anh nói nhanh đi. Có phải anh đã? Hãy ngồi yên đó. Quang Sơn đã chết thật rồi à? Dân, hắn chết sau 1 năm sống với vùng ma thiên nước độc. Và hắn nói với tôi rằng hắn không phải là kẻ giết người. Đó là lời nói sau cùng của Quang Sơn đó chăng? Thưa bà, dân, vì tôi với hắn là đôi bạn tấp đầu ở trong ngục. Quang Sơn đã chết. Vậy là một tham vọng đuổi hai mạng người. 20 năm qua hình ông cũ vẫn chập chờn trong mắt tôi. Thế ra ông bà đây có quen biết với tên Quang Sơn à? Chính tôi là kẻ thù của hắn. Tôi đã trưởng thành trong tội lỗi. Khi tóc bạc qua năm mới có thời giờ sám hối. Trời ơi, tôi giết người để đổi lấy tình yêu. Kali, anh giết Quang Sơn. Nhưng ai giết cha tôi? Tội của anh đã có một người tha thứ, nhưng người ấy đã chết rồi. Còn cha em chết là vì em. Ai là chỉ vì em mà anh giết chết cha em? Kali, anh nhận rằng anh giết cha tôi không phải vì sai rượu chứ? Không, anh nhận tình. Anh thừa sức để trốn tránh luật pháp, nhưng anh không còn đủ sức để trốn tránh lương tâm được nữa. Ai Lan ơi, đừng sợ nha. Đừng chạy trốn. Đừng yên đây đến tôi giết người. Bà, cho tôi xin. Tôi không muốn chứng kiến một cuộc giết người tại đây.
Kali. Ông là người ngoại quốc, nhúng tay vào chuyện gia đình tôi làm gì? Thưa bà, tôi là người trong cuộc, vì chính tôi đã đốt đuốc soi lại dĩ vãng tôi tâm. Vì đây là chuyện riêng, nhưng tôi tự nghĩ cũng có quyền can gián. Chỉ vì bà mà hai người đã chết là quá lắm rồi, sung sướng gì mà giết thêm một mạng thứ ba. Trời ơi, chỉ vì tôi làm vợ một kẻ thù. Quang Sơn, em đã làm cho anh tội tù đến chết, chết mà không một lời từ biệt, chết mà lưu lại tiếng xấu ngàn thu. Thưa bà, ngoài tiếng giết người, Quang Sơn còn gửi lại cho cuộc đời một kỷ vật bạc bẽo. Tôi mang theo cho suốt kiếp cô đơn. Đây là kỷ vật của Quang Sơn. Đó là mấy sợi tóc đen quấn mùi lão tù miền Sơn Cước, đã rụng dần theo năm tháng phôi pha. Quang Sơn lượm từng sợi tóc bỏ vào bao vải khô và đếm đếm trong những giờ nhàn rỗi. Hắn thường bảo với tôi rằng tóc xanh không có tội, nhưng vì sớm yêu đương nên tóc vội phai màu. Quang Sơn ơi, linh hồn anh ở đâu? Có linh thiên hại gì để chứng kiến cho em lòng sớm hối? Thưa bà, trong phút giây ăn năn một chuyện đã rồi, tôi cũng cầu trong đêm lành linh hồn Quang Sơn nương theo gió bụi trở về nơi đây, để cho cựu phu châu quần nhìn bạn yêu nuốt lệ tuổi hờn. Nỗi quan chết ni liệm nay mới có người biết nghi cho, có lẽ tôi đây vinh hạnh những chuyện lòng khi chiều đông. Giữa lúc khổ đau của một tâm hồn, tại sao ông lại chẳng chút ưu buồn? Thưa ông, ơn nghĩa của ông tôi vẫn nhớ lâu dài, nhưng bây giờ xin ông hãy đi ngay. Bà đuổi tôi? Phải, tôi chỉ giữ ơn nghĩa của ông lại. Còn con người thiếu lễ phép với ông thì tôi không muốn thấy. Bà cũng thừa hiểu rằng tôi vào đây để xin một thỏi bánh mà đỡ dạ rồi sẽ đi ngay, đâu đến nỗi nhọc lòng bà xua đuổi. Tôi đi không ai cấm cản được, cũng như khi tôi đến, bà có biết trước sự có mặt của tôi không? Mỗi một lần trời chuyển sang đông, không một bàn tay nhiễm màu nào ngăn luồng gió lạnh. Tôi đến để hồi sinh dĩ vãng và để cho lòng được thảnh thơi. Xin chào bà. Kìa, ông là ai? Thưa bà. Mẹ, mẹ đừng hạ mình như vậy. Nè, nếu cha tao mà hay việc này thì mày mất mạng. Kha Ninh, Kha Ninh, 20 năm mẹ giấu đi một sự thật, Kali không phải là cha ruột của con. Mẹ, mẹ nói thật, cha ruột của con là ai? Ở đâu? Cha ruột của con tên thật là Quang Sơn, bị tù tội khi con chưa mở mắt. Như
Nhưng sao bây giờ mẹ mới nói cho con biết? Và vì lẽ gì cha con bị tù? Cha con bị tù vì người ta lập kế phao du, và chính mẹ cũng lập kế độc. Mà kẻ đó là ai? Là cha nuôi của con hiện nay đó. Chính nhờ người này trong câu chuyện tình cờ làm cho mẹ hiểu ra sự thật. Mẹ có thể tin được một tên phong trần lưu lạc không quen thân mà biết được chuyện quá xa xôi. Hắn đã no bụng rồi, kiếm chuyện để lấy lòng người bố thí. Không, Kali đã trở về đây, và chính Kali đã nhìn nhận trước mặt mẹ. Nghĩa là con không phải là con ruột của người cha hiện tại. Nhưng cha con ở đâu, làm sao con nhìn được? Mẹ, khi yêu nhau, mẹ có tặng cho cha con một móng cọp đen để dành đeo trước ngực. Hôm nay cha con đã chết vì không chịu nổi nước độc rừng thiêng. Trời ơi, mối cũ thù âm ỉ triền miên được che đậy bằng lũa lạ gấm dốc. Mười mấy năm sống với con người sâu độc, tôi tôn thờ chị phụ tử tình thâm. Hèn chi người cha ghẻ đọa đài, đọa đài con suốt tháng quanh năm. Con vẫn tưởng cha nặng lòng vì sự nghiệp. Mẹ Khanh, cha ruột của con đã chết thì người giết cha con phải đền tội với con. Khanh, cậu, cha cậu đã chết ngót 20 năm rồi. Nếu cậu có giết kẻ thù thì nắm xương một cũng không thể đổi mồ mà sống vậy. Tôi khuyên cậu đừng vì một chuyện xa xưa mà làm cho máu chảy. Cậu ơi, máu đã đổ nhiều rồi. Huống chi người cha nuôi của cậu đã hối hận ăn năn. Hối hận ăn năn là hết tội à? Phải. Vậy thì tôi phải giết người rồi tôi sẽ hối hận sao? Không. Mối tình của cha mẹ cậu như một đóa hoa đã rụng. Những cánh hoa tươi đẹp ngày xưa biến thành nhựa để làm cho nảy nở những đóa hoa sau. Đừng nên thù oán buổi ban đầu, hãy thành kính để giả từ dĩ dạng. Dẹp! Tôi khuyên ông ra đi và im lặng. Đối với tôi đừng nên lên giọng tiếc nhân. Kali phải chết. Kali phải chết. Kali. Cậu đã biết lai lịch rồi à? Đây, tôi đứng yên cho cậu giết tôi. Kali, có phải chính ông vu oan cho cha tôi đến nỗi phải bỏ mạng trong tù không? Đúng như cậu biết, tôi đã làm cho cha cậu vào tù từ năm 22 tuổi và chết năm 23 tuổi. Hãy rút súng ra. Cảm ơn ông đã nuôi tôi trong 20 năm. Cộng với tuổi của cha tôi là 43 năm. Cũng bằng với tuổi của ông rồi. Trong cuộc giết chóc này, nhất định là cha con tôi lỗ. Lỗ chứ không phải thua. Rút súng ra. Trong cuộc thanh toán mối cựu thù này, không ai thua mà cũng chẳng ai lỗ cả. Nhưng phần thắng sẽ về tay luật pháp. Cầm súng! Tôi không bắn người tay không. Đây là cuộc rửa thù minh bạch chứ không phải là một vụ ám sát. Chiều rồi, ba hồi công gọi người trong đồn điền vô dùng bữa tối. Nếu ông không rút súng, chiếc hồi công thứ ba buộc lòng tôi phải bắn ông. Còn hai hồi nữa, nhanh lên. Không, Kha Ninh, đòi một món nợ máu không ít lợi gì.
tuổi của cậu còn trẻ, còn trẻ lắm, nghe lời tôi. Kali, nhanh lên, nhanh lên, cậu Kha Ninh, giao ra. Kali, Ai Lan, Ai Lan ơi, tôi đã chấp nhận phát xung báo thù từ tay của đứa con quan vô thừa nhân. Mà trời ơi, tôi đã gieo oan kiên suốt 20 năm trời. Phút cuối của đời tôi chỉ xin em hãy nói một lời, hãy cho tôi một lời tha thứ để tôi được yên lòng đi vào cõi hư vô. Tôi biết mình đã làm khổ đời em và gây oan nghiệt cho bao người trong cuộc. Lần cuối cùng tôi van em chấp nhận, xin được bàn tay em vuốt mặt xóa hận hờn. Ai Lan, ai Kali, anh hãy thanh thản ra đi. Khờ Ninh, tôi nhìn nhận rằng lần đầu tiên trong đời tôi xử sự thiếu quân tử. Nhưng cần phải làm thế để bù lại việc làm của ông 20 năm về trước. Cơ Ninh, con sẽ đền tội giết người, xa con mẹ không thể nào sống nổi. Mẹ, xa mẹ, con sẽ được gần cha con hơn. Cơ Ninh, trời ơi, ai giết ông chủ? Gã này à? Phải, tôi giết hắn, vì trước kia hắn đã giết người. Ông ơi ông đi mời nhà chức trách đi, ông chủ bị người ta ám sát rồi. Chị nên xuống nhà dưới đi, khỏi bận tâm về việc này. Ông là ai? Tại sao lại tự nhận ông là kẻ giết người chứ? Tôi là người kính trọng tuổi thanh xuân, không muốn thấy tóc xanh dương dòng ngột thất, không muốn thấy tình mẹ con bà bị ai chia cắt, nên tôi chịu hy sinh một quãng đời thừa. Lương tâm tôi đã bảo tôi làm mà không cần phải đắn đo, để bảo vệ cho mẹ con bà được gần nhau mãi mãi. Kha Ninh, có lẽ chuyến đi này tôi không bao giờ trở lại. Vậy thì cậu hãy nhận nơi đây những lời trăn trối sao tâm hồn yếu đuối, chống chọi cử đương với nhiều phong ba bão táp. Ngày nay mái đầu đã lơ thơ tóc bạc, đôi má gò lên hốc hác vì khổ đau đã dò nát cả tâm hồn.
lại nơi đây mới xảy ra câu chuyện đau buồn đáng tiếc. Cậu Kha Ninh, thôi thì cậu cứ xem tôi như một người đã chết. Từ rày về sau, cậu nên niềm nở với những ai nghèo nàn đói rách, nên gõ cửa lòng nhẫn đau để kêu gọi một tình thương. Trong những manh ni áo cỡ hàng thường hay giấu kính ni một quả tim vàng, vì bất cứ tim ai đã chứa đựng lắm đau buồn thì hay có nguồn xúc cảm thiêng liêng. Tôi giết người thì lòng dạ nào tôi để ông thi tội cho được. Có nhiều lẽ để cho tôi bằng lòng thế tội cho cậu, nhưng có một lẽ rất đơn giản là gì? Tôi thương cậu, thương cho tình mẫu tử 20 năm nay khăng khít. Còn tôi đối với gia đình này, chết hay sống cũng chẳng sao mà. Kha Ninh, cậu hãy cho phép tôi được ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu như hôn lên trán của một đứa con. Ông, có phải ông là, ông là Quang Sơn không? Quang Sơn là cha ruột của con, phải không mẹ? Quang Sơn ơi! Kha Ninh, con ơi, cha vẫn còn sống đây nè. Kha Ninh, cha, con của tôi. Cha ơi, hãy ôm chặt con vào lòng và hôn nhiều lên trán. Vì cái hôn của cha sẽ truyền nguồn xúc cảm cho đứa con lạc lõng được biết câu phụ tử thâm. Tôi đã đánh đập cha thì tội lỗi nào bằng. Con xin cha hãy rộng lòng mà tha thứ cho con. Trời ơi, lòng cha rộng rãi như đại dương, đã hy sinh vợ vì con cho đến phút cuối cùng của cuộc đời đau khổ. Cha,
tuôn dòng máu đỏ, đành rằng trong máu tô không có máu của con. Nhưng trong quyết quán này đây có dòng máu cha đang nuôi sống một tâm hồn. Đến nay đã 20 năm trường, tại sao buổi gặp gỡ đầu tiên cha không nói rõ căn nguyên? Cha con mình sẽ dắt nhau đến một chân núi xa xăm, sống hiền lành nam, mỗi cụ cụ sẽ chết trong im lặng, mà cuộc đời được bình thản êm trôi. Kha Ninh vẫn biết rằng con là con của cha, nhưng mẹ con mới chính là người nặng công cưu mang sanh đẻ. Thức khuya dậy sớm để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Còn cha, cha tự thấy mình không có quyền cắt đứt mối tình mẫu tử thiêng liêng. Thâm tâm cha, cha định tìm biết mặt con và thăm người vợ thuở phung tâm, rồi cha sẽ xa đi. Mặc dù phút biệt ly, cha phải này có án mạng. Vâng, tôi đã giết chồng bà này. Anh lại giết người để trả thù 20 năm trước? Không, xuống đây, ông hãy còng tay tôi đi. Anh cho phép chúng tôi làm việc. Vâng, lần này có lẽ không còn 20 năm khổ sai trên An Bình Sơn nữa, mà là án tử hình. Thưa bà hãy thò tay vào túi tôi. Đó là kỷ vật mà một đêm đông 20 năm xưa tôi đã tặng cho vợ tôi. Nhưng vì một chuyện giận hờn mà vợ tôi bất trả lại, xin bà vui lòng nói với vợ tôi rằng bây giờ nên cất vật kỷ niệm này, vì tôi sẽ không còn ngày trở lại. Quang Sơn!
sầu lên trăng vàng, để lại mùa xuân che trên đồi vắng. Lê chia ly nàng còn thấm đôi vai này, ta từ mà nụ hôn nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết. Em ơi, mình đã không chung tình duyên xa rồi, ta thầm trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chua xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền lòng nhẹ sang ngang. Mối tình đầu lặn chôn sâu khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời quên mau hay coi như mình chẳng thể quen nhau. Mối tình đầu lắm chôn sâu khi em qua cầu, làm thành chan ta tiến nhau. Biết rằng đời